Thưa toàn thể vị và nối tiếp chương trình, lên xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc được mang tên Ngợi ca quê hương em qua phần thể hiện của Lê Đủ. Xin quý vị cho chị Lê Đủ một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng.